Em còn con lên lưng là em chạy xuống trạm y tế để tránh lũ, xong là cũng nghe thấy tiếng nổ, xong là rung nhà, xong là em chạy vừa hét vừa khóc gọi bố ơi mẹ ơi mọi người đâu rồi, không thấy một ai trả lời em cả. Xong là em lúc đấy là em soi thì chỉ toàn là một đống đổ nát thôi. Đó là chia sẻ của chị Đặng Mùi Khe, người may mắn sống sót trong vụ sạt lở lúc 1 giờ 39 phút ngày 9 tháng 9 tại thôn Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Vụ sạt lở vùi lấp 7 căn nhà, khiến 11 người chết, 11 người bị thương. Riêng ngôi nhà của chị Đặng Mùi Khe có tới 3 người tử vong, gồm bố, mẹ, một người em họ. Ngoài ra một người chú cũng bị thương nặng. Chị Đặng Mùi Khe cùng con nhỏ mới chưa đầy tuổi may mắn thoát nạn và được gia đình người thân cưu mang hỗ trợ. Suốt nhiều ngày sau đó, chị không dám bỏ con khỏi chiếc điệu trên lưng vì sợ có lũ sẽ không kịp chạy. Được sự động viên của làng xóm, tinh thần chị đã ổn định trở lại. Cuối tuần này, chị được bộ đội giúp làm một căn nhà bạt để gia đình ở tạm. Chính quyền xã, huyện cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đầy đủ gạo, thực phẩm và các loại như quần áo, chăn màn, vật dụng sinh hoạt cần thiết. Gia đình chị cũng được lựa chọn vị trí để chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà mới. Yên Lạc là xã vùng sâu khó khăn của huyện Nguyên Bình với hơn 70% thuộc diện hộ nghèo. Mưa lũ sạt lở đã khiến xã bị cô lập trong nhiều ngày. Nhưng ngay khi thiên tai ập xuống, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm lại được nhân lên gấp bội. Tất cả những người sống sót, những người mất nhà và cả những hộ trong diện nguy cơ sạt lở đều đã được xã và bà con trong bản cư mang hỗ trợ chỗ ở tạm thời, góp gạo, góp rau, góp từng chiếc chăn, tấm áo để những người hoạn nạn không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Còn ở điểm sạt lở vùi lấp 7 căn nhà tại xóm nghèo Lũng Lì, xã Ca Thành, cách điểm Lũng Súng chỉ chừng hơn 3 cây số. Hơn 10 ngày sau sự cố xảy ra, vẫn còn ngổn ngang bùn đất, xen lẫn những cột kèo, vài tấm chăn màn và những bắp ngô đã nảy mầm, xen trong những đống đổ nát. Vụ sạt lở đã khiến 9 người chết, 3 người bị thương, 8 căn nhà hư hỏng hoàn toàn và hàng chục hộ lân cận phải di rời khẩn cấp. Nạn nhân trong các vụ sạt lở hầu hết là những lao động chính của gia đình. Sau tai họa, Lũng Súng, Lũng Lì có thêm hàng chục đứa trẻ mất cha, mất mẹ và những người ông, người bà lại trở thành chỗ dựa chính cho những đứa trẻ mồ côi. Triệu Vân Phu mất bố, mẹ và người vợ trong trận sạt lở, để lại cho anh một bé trai hơn 2 tuổi và bé gái mới chừng 1 tuổi. Ba bố con được người họ hàng cho nương nhờ ở một gian nhà. Mất toàn bộ người thân, nhà cửa, tài sản, ruộng đất cũng bị vùi lấp, lại thêm 2 con nhỏ, nên để ổn định cuộc sống là điều không dễ. Phu quyết định không đi làm công nhân nữa, mà sẽ ở nhà để chăm sóc 2 con nhỏ. Phu dự định tới đây sẽ san lại những phần ruộng bị vùi lấp để trồng ngô, rong giềng. Cách đó không xa, bà Triệu Mùi Lai cũng đã được bộ đội hỗ trợ dựng căn lán bạt để ở tạm. Trong trận sạt lở vừa qua, bà Lai không chỉ mất con trai, con dâu, mà ngôi nhà của gia đình cũng bị phá hủy hoàn toàn. Bà trở thành chỗ dựa cho 2 cháu nội, một cháu 11 tuổi và một cháu mới chỉ 5 tuổi. Tuần qua, bà Lai cùng 6 hộ mất nhà ở Lũng Lì đã được tỉnh Cao Bằng khởi công dựng căn nhà mới ngay trong bản. Ngoài các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà cửa đổ sập hoàn toàn, hiện 2 bản Lũng Súng, Lũng Lì còn có hơn 20 hộ phải di rời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền, những ngày qua, Lũng Súng, Lũng Lì đã có hàng chục đoàn thiện nguyện hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, đường, sữa, quần áo, cả những dụng cụ lao động như cuốc xẻng, dao cũng được trao tới tay người dân. Có thể sẽ cần nhiều thời gian để Lũng Súng, Lũng Lì trở lại như cuộc sống trước đây. Dù vậy, với sự quyết tâm của chính quyền, sự chung tay của cộng đồng cùng tinh thần vượt khó của những người dân sẽ là nền tảng để những bản vùng cao này sớm vực dậy sau thiên tai. Tuyến đường Trịnh Tường Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai với hàng chục điểm sạt lở, khối lượng đất đá sạt trượt lớn. Để sớm thông đường, trung bình một chiếc máy xúc phải làm việc từ 10 đến 12 giờ và cần gần 300 lít dầu. Thế nhưng, toàn bộ nhiên liệu đều được vận chuyển bằng xe máy và vác bộ trên tinh thần tình nguyện, tất cả vì nhân dân vùng lũ. Xe máy chở từ ngoài Trịnh Tường vào, đấy, xong đến chỗ tắc đường này là lại phải vác bộ đi vào khoảng 4 cây số mới đến chỗ máy làm được. Hầu như ngày nào cũng phải 2-3 lần vác này thì mới đủ một cái máy ở cái điểm sung yếu của anh. Những ngày bình thường, anh Trần Mạnh Thắng chỉ làm việc từ 7 đến 8 tiếng.
Nay anh lái máy xúc từ 11 đến 13 giờ đồng hồ. Xúc ủi tại những vị trí hiểm trở, đất đá sạt lở với khối lượng lớn. Nhưng anh Thắng luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Bản thân anh biết rằng đường có thông, hàng hóa cứu trợ cho bà con và công tác khắc phục thiên tai mới thuận lợi. Thì gặp những chỗ nào sạt là mở tuyến ra để cho dân đi lại và để lưu thông hàng hóa cứu trợ vào trong. Còn khối lượng sạt thì rất là lớn, rất là nhiều, bởi vì khi đi đến đâu là bọn em mở đến đấy. Trong điều kiện hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở, dù đã huy động toàn bộ lực lượng, máy móc, nguồn lực, nhưng ngành giao thông tỉnh Lào Cai rất khó đảm bảo tiến độ thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trước nhu cầu cấp bách đó, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai 5 máy xúc hạng nặng để mở các tuyến đường huyết mạch, tập trung thi công tại hai huyện Bát Sát và Bảo Yên. Dù trải qua một chặng đường vận chuyển khó khăn, nhưng những chiếc máy xúc đã có mặt tại các điểm sạt lở từ ngày 14 tháng 9 để khơi thông các tuyến đường. Toàn bộ chi phí máy móc, nhân công, dầu máy đều do Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ 100%. Vì cái địa hình giao thông nó chia cắt và cái việc những cái máy xúc hạng nặng là phải di chuyển bằng những cái xe phò rất là lớn, di chuyển từ Hà Nội và những cái vùng lân cận lên, nên là cái việc rất là khó khăn và anh em là phải di chuyển ngay cả trong đêm. Anh em lái máy là đôi khi là để đạt được cái tiến độ là phải làm đến 11, 12, thậm chí là có nơi làm đến 13 tiếng để mở đường, mà cũng với cái mong muốn lớn nhất là khắc phục lại cái tình trạng giao thông để giúp cho đồng bào bà con là tiếp cận được với những cái đoàn thiện nguyện để có lương thực để phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Với sự hỗ trợ đắc lực của những chiếc máy xúc tình nguyện, sau một tuần đã có nhiều tuyến đường được khơi thông đến các xã, thôn, bản còn cô lập của tỉnh Lào Cai. Giao thông nối lại đã tạo thuận lợi cho việc cứu trợ, khắc phục thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng lũ. Cơn mưa kéo dài tối 22 tháng 9 đến sáng 23 tháng 9 khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy. Theo ghi nhận của phóng viên, điểm ngập nặng nằm trên các tuyến đường Duy Tân, Phạm Đình Toái, Đại lộ Lenin, Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn, Dương Vân Nga, Đinh Công Tráng. Nước dâng cao có đoạn ngập nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn, có phương tiện bị chết máy. Trước tình hình này, nhiều trường tại thành phố Vinh như trường phổ thông thực hành sư phạm Trường Đại học Vinh, trường trung học cơ sở Lê Mau, trường trung học cơ sở Nghi Kim, trường trung học cơ sở Hưng Bình, trường trung học cơ sở Hưng Dũng, trường tiểu học Nghi Phú thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 23 tháng 9 và sẽ có kế hoạch học bù để đảm bảo an toàn. Trước đó, để chủ động ứng phó với thiên tai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở trực thuộc cảnh báo về mối nguy hiểm của cơn bão số 4. Sở yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt, kịp thời triển khai ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên giữ liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, lực lượng cứu hộ địa phương. Các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng trũng thấp. Trên đường đến trường, học sinh phải qua cầu, ngầm, tràn, không đảm bảo an toàn. Nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học từ diễn biến của mưa lớn tại địa phương. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, trường hợp có học sinh ở lại tại trường, Sở yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ không để các em tự ý ra khỏi khu vực trường trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Các trường thuộc hạ lưu thủy điện cần sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp nhà máy thủy điện xả lũ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sở cũng yêu cầu các nhà trường đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất công trình trường học. Ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cần di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn tài sản. Trường thực hiện cắt tỉa các cây có nguy cơ đổ, gãy, kiểm tra hệ thống phòng học, phòng chức năng, đường điện để có biện pháp phòng ngừa. Mưa lớn liên tục từ ngày 20 tháng 9 sau hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở. Đến 9 giờ ngày 23 tháng 9 đã có hơn 2.000 hộ dân phải di rời khẩn cấp đến các vị trí an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, có hơn 100 nhà dân ở các huyện miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước bị đất đá sạt lở gây hư hại. 7 điểm trường phải sơ tán học sinh, hàng chục hecta hoa màu ngập lụt hư hại, cơ sở hạ tầng giao thông hư hại nặng, sạt lở ta luy dương, ta luy âm,
sạt lở sa bồi mặt đường tại 178 vị trí với chiều dài 162m, quốc lộ 15, 15C, 16, 217, 47 gây tắc đường, chia cắt cô lập nhiều địa phương trong tỉnh. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động 1.500 cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức di rời dân đến vị trí an toàn. Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiều cán bộ chiến sĩ vùng trọng điểm phải thức trắng đêm giúp dân di rời đến vị trí an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra rà soát chặt chẽ, cụ thể các trọng điểm, các hồ đập, đê kè, các tuyến đường, khu dân cư. Dự kiến những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá trên địa bàn để chủ động tuyên truyền, vận động và sơ tán nhân dân sớm ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đồng thời, thường xuyên rà soát kiểm tra chặt chẽ hệ thống doanh trại, kho trạm, khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện, các công trình đang thi công của đơn vị. Khi có các dấu hiệu hoặc nguy cơ sạt, trượt, lở đất, lũ quét, phải chủ động kịp thời di rời bộ đội, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất đến nơi an toàn. Khi xảy ra sự cố, thiên tai trên địa bàn, phải tập trung lực lượng, phương tiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Sau gần một tuần thi công, được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Thiện Tâm, 25 căn nhà khung thép, mỗi căn rộng 36m2, sử dụng vật liệu lắp ghép đã hình thành. Chị Hoàng Thị Cảnh có nhà bị vùi lấp, chồng mất tích sau sạt lở, được lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tạm. Chị phần nào yên tâm hơn khi giờ là chỗ dựa cho hai con nhỏ. Đưa con đến trường học, con nó bảo mẹ ơi, mình chưa có nhà ở như vậy thì liệu con đi học có được không? Vì cháu nó nhìn thấy mẹ nó vẫn còn khổ, nên cháu có một ngôi nhà để mình ở rồi. Đến lúc đấy mình sẽ gọi là mình yên tâm để mình sản xuất, để ổn định lại cuộc sống. Khu tạm cư được san gạt thành 3 cấp dọc sườn đồi trên nền nhà văn hóa cũ của thôn với tổng diện tích 2.500m2. Khu vực này được đánh giá là an toàn, thuận lợi về mặt giao thông. Dù là nhà tạm nhưng mỗi căn đều chắc chắn, kín gió, giúp các hộ yên tâm vượt qua mùa đông tới. Các bà con thì cũng rất là phấn khởi, tức là cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giúp đỡ cho bà con nó yên tâm hơn về cái chỗ ăn và chỗ ở cho bà con nhân dân. Đến hiện tại bây giờ thì cũng có một phần là bớt đi những cái nỗi đau buồn. Theo ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, ngay sau khi hoàn thành, các lực lượng đã tổ chức chuyển các hộ dân mất nhà đang sinh sống rải rác ở nhờ bà con trong thôn về khu tạm cư. Các tổ chức cá nhân hảo tâm từ nhiều nơi cũng có mặt cùng chính quyền chăm lo cho bà con. Tạo điều kiện cho người dân về tất cả các cái vật dụng, rồi các cái điều kiện cần thiết, nhu yếu phẩm để cho người dân có thể ổn định ngay cuộc sống khi bước vào cái khu tạm cư để sinh sống trong cái thời gian để xây dựng cái khu, tái thiết lại cái khu dân cư mới. Hiện khu tái định cư thôn Làng Nủ cũng đang khẩn trương thi công và hoàn tất song song các thủ tục cần thiết, phấn đấu trước 31 tháng 12 sẽ hoàn thành.